Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị, Hải quân Mỹ đã tìm thấy một phương tiện không người lái dưới nước ngoài khơi bờ biển nước này. Họ nghi ngờ đó là nguyên lôi hạt nhân, tàu ngầm không người lái Poseidon của Nga. Đại diện của Hải quân Mỹ cho biết, trong một cuộc tuần tra đã chứng kiến sự xuất hiện của một vật thể lạ di chuyển với tốc độ cao. Theo công bố, phương tiện này được gọi là UFO, vật thể bay không xác định, mặc dù chúng không bay mà di chuyển dưới nước các thủy thủ Mỹ đã nhận biết về một vật thể di chuyển với tốc độ cao, không phải là điển hình cho các phương tiện dưới nước, bao gồm cả tàu ngầm. Ấn phẩm The Mirror cho biết và nói thêm, Hải quân Mỹ đã phát hiện các đối tượng bằng cách sử dụng thiết bị định vị thủy âm đặc biệt Sona, lưu ý rằng chưa từng gặp điều gì tương tự thế này trước đây. Dễ phân tích không loại trừ khả năng, có thể Hải quân Mỹ đã lần đầu tiên phát hiện được phương tiện tác chiến biển sâu mới nhất của Nga, đó là tàu ngầm hạt nhân không người lái, ngư lôi hạt nhân Poseidon. Nếu thực sự Poseidon đã bị thiết bị trinh sát đáy biển của Mỹ phát hiện, thì loại ngư lôi tàu ngầm hạt nhân không người lái này chưa phải là vũ khí bất khả chiến bại như tuyên bố của nước Nga. Xin nhắc lại rằng, 2M39 Poseidon là ngư lôi hoạt động tại vùng nước sâu tốc độ cao lên đến 200 km trên một giờ, hoàn toàn tự hành với đường kính 1,8 m, chiều dài 20 m, trọng lượng khoảng 100 tấn. Thông tin về một loại vũ khí chiến lược thế hệ mới có tên gọi Status 6 tên ban đầu của Poseidon, đã được truyền hình Nga vô tình đăng tải trong một phóng sự phát sóng trong năm 2017. Poseidon được xem như một phương tiện tấn công hạt nhân độc nhất vô nhị trên thế giới. Đó là thay vì tung đòn đánh từ trên trời, thì giờ đây, thần chết lại tới từ trong lòng biển sâu. Kích thước của Poseidon lớn đến mức chỉ những tàu ngầm được hoán cài đặc biệt mới có thể mang theo nó. Có thể kể đến như tàu ngầm hạt nhân K-329 Begrop, đại diện duy nhất của dự án 09852 cho đến bây giờ. Người lôi ngày tận thế có tầm bán hầu như không giới hạn, cộng với tốc độ di chuyển cực êm và trang bị trí thông minh nhân tạo khiến cho nó có thể qua mặt các hệ thống cảnh giới của đối phương. Các nhà phát triển của hệ thống này là Cục Thiết kế Trung tâm về Kỹ thuật Hàng hải Robin và Cục Kỹ thuật Hàng hải Saint-Pétabour-Malakit, được đặt theo tên của Viện sĩ Nikolai Isanin. Trong nội dung ghi trong hợp đồng của chính phủ, phương tiện tác chiến này còn xuất hiện dưới cái tên Cephalopod, tiếng Latin có nghĩa là bạch tuộc. Nếu được trang bị đầu đạn hạt nhân, các tác nhân gây hại chính của ngư lôi mới này có thể là sóng thần nhân tạo và ô nhiễm hạt nhân lớn ở bờ biển, khiến cho đối phương không thể tiến hành các hoạt động kinh tế và sinh sống tại đó. Lợi thế của Poseidon so với các hệ thống tấn công chiến lược cô điển là hiện tại không có các biện pháp đối phó chuyên dụng tương tự như phòng thủ tên lửa. Bên cạnh phiên bản mang theo đồ đạn hạt nhân, đã có thông tin về việc Nga dự định chế tạo biến thể mang đồ đạn thông thường của ngư lôi Poseidon để sử dụng như một vũ khí chiến thuật.